Thể dục, tập thể dục, tập thể dục, tập thể dục, mẹ tập thể dục, Su tập thể dục, tập thể dục, tập thể dục cho đỡ gì con? Đỡ béo gì? Đỡ béo bụng, tập thể dục. Bấm cái mô pin làm gì? Bôi chân, bôi chân, ăn cho bôi chân, bôi chân. Đúng rồi. Mẹ đâu? Mẹ đây. Bố Kiên mua pin để lắp vào cái bếp cho Susu. Con nói lại đi. Mẹ đâu? Mẹ đây. Đây, con nói đi. Cả mẹ cả con trong đây luôn. Đây, đây, gì, gì? Bố Kiên. Bôi chân. Đi mua pin. Đi. Để. Để. Lắp. Lắp. Vào cái bếp cho em nhé. Em cảm ơn bố. Bố Kiện. Bố Dúi. Bố Kiện. Bố Dúi mà. Bố Kiện. Bố Dúi mà. Bố Kiện. Bố Dúi. Bố Kiện. Bố Dúi. Bố Kiện mà. Bố Dúi mà. Bố Kiện mà. Bố Dúi mà. Bố Kiện mà. Bố Dúi. Bố Kiện mà. Bố Dúi mà. Mẹ nghe. Đi cho bố đi. Bố Kiện. Bố Dúi. Bố Kiện mà. Bố Dúi mà. Bố Dúi mà. Bố Kiện mà. Bố Dúi. Bố Kiện mà. Ok, bố Kiên. Bố Dúi. Em mua nhiều. Bố Dúi mà. Su Su làm sao? Su Su ăn đi chăm chăm. Su Su chăm chăm chăm. Thế ăn bánh vòng á? Bánh vòng của ai? Su Su cái. Su Su lấy lúc nào thế? Su lấy bánh vòng lúc nào đấy? Ăn sao? Bố cho chai 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 chăm chú chú. À, bố Kiên lấy bánh vòng của chú chú làm sao?
con đi xem cá tăm. Mình siêu con. Bố cá tăm chu chu. Ừ, bố lấy bánh bao hủ chu chu á. Ừ, trời đất ơi. Bố lấy lúc nào thế con? Bố lấy bao giờ thế? Trời ơi, cái đứa em của mẹ thương nhỉ. Thì ta có cái bánh bông mà bố cũng lấy thôi. Thế con đã bảo bố giả cho con đi, bố trả bánh bông cho con. Bố Kiên lấy cái gì? Để mẹ đòi cho con nào. Bố Kiên lấy cái gì? À con, bố Kiên lấy cái gì của con nhỉ? Để mẹ lấy nào. Sao thì Bình vào Su có thích không? Thế á? Tam giác, đúng rồi. Giỏi thế. Hình đơn. Hình vuông con ạ. Lấy hình vuông, gần như là hình vuông. Bốn cạnh bằng nhau. Hình đấy là hình gì? Hình chữ gì? Chữ tranh. Đúng rồi, con ăn luôn hình chữ nhật cho mẹ xem nào. Chấm đã, chấm chấm đã. Đúng rồi. Trời. Hình chữ tranh. À, hình tam giác, ai cắt đấy? Làm hình tam giác cho con ăn đấy. Wow. Ăn à, tí nữa Su ăn nó thì mình thèm luôn. Hình tròn, hình tam giác. Thank you.
kick.